Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời cô Nguyễn Thị Hà, 58 tuổi, pháp danh Ngọc Hải. Cô Nguyễn Thị Ngọc Hà bị bệnh cao huyết áp và thoái hóa cột sống 8 năm liền. Hôm nay nhờ phương pháp dưỡng sinh cô đã hết bệnh. Xin trân trọng giới thiệu, cô sẽ phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm với tất cả hội chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cung kính lại Thầy Tuệ Hải, chủ trì chùa Long Hương. Con kính lại các chư Đại Đức Tăng Ni cùng quý Phật tử. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3, con tên là Nguyễn Thị Hà, pháp danh là Ngọc Hải, 58 tuổi, con trú tại xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay con đã đến chùa Long Hương để lễ Osawa, và con chia sẻ cùng các đạo hữu, cùng quý Phật tử là con ăn gạo lứt muối mè đã được 8 năm, và bệnh tật của con là cao huyết áp, thoái hóa cột sống và đau nhức gối. Nhưng hôm nay con rất là khỏe nên con đến chùa Long Hương để chia sẻ cùng quý Phật tử, quý đạo hữu để áp dụng theo phương pháp gạo lứt muối mè để trị bệnh. Thì phương pháp này rất là tốt, là có nếu ăn áp dụng theo được thì trí huệ được sáng suốt, và con đã từng đi chùa nhưng là sức khỏe vẫn tốt. Hôm nay con rất cảm ơn Thầy Tuệ Hải đã hướng dẫn cho con được đến ngày hôm nay, và con đội ơn Osawa đã ra phương pháp này. Và con cũng kêu gọi cùng các Phật tử đã theo phương pháp Osawa này, thực dưỡng này để sức khỏe được tốt. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ha ha ha, 问什么的说